hoạt động chia sẻ yêu thương kỳ số 3 cùng câu lạc bộ thiện nguyện FU Love tại trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ em không nơi nương tựa đã mang lại cho em những trải nghiệm và cảm nhận sâu sắc về tình yêu thương và sự sẻ chia. Qua hoạt động chia sẻ yêu thương kỳ số 3 lần này, em thực sự hiểu thêm về ý nghĩa của việc cùng nhau chia sẻ những điều nhỏ nhặt đã tạo ra những giá trị tinh thần rất lớn đối với mọi người xung quanh. Em cảm thấy rất biết ơn câu lạc bộ thiện nguyện FU Love vì những công sức và tâm huyết mà họ đã dành ra để mang lại niềm vui và hy vọng cho những cụ ông, cụ bà tại trung tâm. Em tin chắc rằng chỉ cần chúng ta cùng nhau yêu thương và chia sẻ thì thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Đến với trung tâm, câu lạc bộ FU Love cũng đã đại diện gửi tặng những phần quà nhỏ như cháo và sữa, cùng với đó là một chút yêu thương. Đây cũng chính là một chút tấm lòng và sự sẻ chia đến từ nhiều phía như quý thầy cô, anh chị, quý mạnh thường quân và tất cả các bạn sinh viên để cùng nhau chung tay ủng hộ cho hoạt động chia sẻ yêu thương kỳ số 3 lần này của FU Love. Bên cạnh đó, câu lạc bộ cũng đã tổ chức một buổi giao lưu văn nghệ để có thêm những khoảnh khắc gần gũi đáng yêu cùng mọi người và cùng nhau thưởng thức những giai điệu vô cùng ngọt ngào và ấm áp đến từ các bạn thành viên của FU Love đã chuẩn bị. Mỗi hành trình chúng tôi đã thực hiện, mỗi trái tim mà chúng tôi đã chạm đến đều để lại dấu ấn tốt đẹp trong tâm hồn của chúng tôi. Và rất may mắn cho FU Love vì chỉ sau hơn 6 tháng hoạt động mà chúng tôi đã luôn nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ phía nhà trường, quý thầy cô giáo, quý mạnh thường quân và đặc biệt là tất cả các anh chị, các bạn thành viên. Chúng tôi vẫn đang cố gắng từng ngày từng giờ để cùng nhau giữ gìn và phát huy, cùng nhau viết nên những câu chuyện đầy ý nghĩa và ấm áp, nơi mà tình người luôn đồng hành và lan tỏa. Đó cũng chính là lý do vì sao câu lạc bộ thiện nguyện FU Love lại tiếp tục quyết định làm kỳ thứ 3 cho chuỗi hành trình chia sẻ yêu thương.